Sao chị? Chị nói lại đi. Có một cái người căn. Một người căn, hai người phùng. Sống chung một nhà. Rồi tụi em ở đây đó là cũng như có khi là đưa cho hai vợ chồng con giáo ở gần. Nấu cơm đưa qua. Dễ hả? Dạ. Nên em, ví dụ anh có tài chuyện được thì anh đi thẳng xuống. Ở đâu? Ở đây chả xíu đâu. Chút xíu là bao xa? Mấy cây số? Chục cây số không? Một cây số hả? Vậy nếu mà đi được thì mình dạ, đi. Ở đây, xe chở vô. Vậy hả? Cây số thì mọi người. Một người căm. Một người căm, hai người tâm thần, phải không? Dạ. Ở đây, gần đây có một người căm, hai người tâm thần. Hai vợ chồng cô giáo đó, ai có tiền thì đưa hai chồng cô giáo đó nấu. Ăn như là cổ nấu cái này là 7-8 năm rồi. Dạ. Hai chồng cô giáo nấu cơm cho ba người. Dạ. Vậy hả? Dạ, giờ giờ đã câm với tâm thần sao giữ tiền được. Thôi mình xin cái này đi nha. Có ai có tiền cho em 100 đô đi. Có ai có tiền cho em xin cho cái xã này chỉ có gia đình mà một người câm với hai người tâm thần đang sống chung trong một gia đình. Thì cho Dũng xin 100 đồng nha. Để em xin giùm cho. Em đi ăn mày thiên hạ giùm cho. Em cũng đi xin giùm. Dạ. Là ở đâu bây giờ mình tới thôi, đây mình đông sao đi được. Vậy thôi mình đây mình gửi cho chị, gửi tới đó cho người ta đi nha. Rồi chắc để coi. Trời ơi thôi chưa thấy ai trả lời, chắc bên ở bên Mỹ đang ngủ rồi, thôi em gửi trước 1 triệu đi nha. Cái này thôi, mưa gió không, đây sớm có thời giờ, em còn phải đi qua bên cái bệnh viện ở gì, bệnh viện Mỹ Tho hả? Bé mang từ thiện ở Mỹ Tho nữa mà đứng đây chờ. Rồi, cảm ơn Hoàng Nguyên cho 100 đồng rồi. Cảm ơn Hoàng Nguyên nha. Rồi, Dũng ứng trước 100 đồng gửi cho cái cô giáo. Gửi cho cô giáo để nấu cơm cho cái hai vợ chồng đó giùm em ha. Cảm ơn Hoàng Nguyên nha. Ủa gì, sự kiện xã hội. Ủa sự kiện xã hội, sự kiện xã hội. Ủa chị Nhược Lan. Hoàng Nguyên, chị Nhược Lan, Hoàng Nguyên ghi dùm, ghi biết xuống dùm là 100 này là cho ai, chứ không thôi rồi, tại vì mình đang nói đến cái bếp ăn từ thiện ở bên Mỹ Tho, nhưng mà có chị Nhược Lan thì mượn trước 100, chị Nhược Lan mượn trước 100 đồng cho gia đình ba người, một người tâm thần, hai người tâm thần, người câm, dạ, rồi. Chị Nhược Lan, ok. Coi còn không cái nữa. Còn 100. Còn 100 của chị Nhược Lan nha. Chị Nhược Lan gửi 100 đồng rồi em ứng cho chị Nhược Lan cho cái anh chị đó. Không phải anh chị mà là ba người, chị đổ giùm đi nha. Rồi sự kiện xã hội. Ứng giùm 2 triệu, sự kiện ứng giùm 2 triệu cho ai đây? Hoàng Nguyên cũng cho gửi người tâm thần. Rồi. Bây giờ em gửi 2 triệu của người sự kiện tâm thần. Sự kiện xã hội đâu rồi? Sự kiện xã hội giờ ứng trước nhiều vậy? Sự kiện xã hội đâu rồi? Anh Tiến Dũng ứng giùm 2 triệu của sự kiện xã hội, 2 triệu. Rồi Hoàng Nguyễn trả lời chưa vậy ta? Hoàng Nguyễn đâu rồi? Xin gửi cho người tâm thần, sự kiện xã hội em đây rồi. Ứng trước nhiều vậy? Không phải. Hoàng Nguyễn gửi vô đây 100 đồng cho mấy anh chị, cho ba người tâm thần. Chết cha, còn rồi thì đã gửi vào trong YouTube đây, quay qua đây là super chat thì 100 đồng thì chỉ còn có 70 thôi, tại vì YouTube lấy đi 30%, nhưng mà Dũng vẫn gửi chẳng tròn 100 đồng cho ba cái người tâm thần với hai người. Ủa, một người anh chị tên gì vậy chị?
Rồi, thì không sao, thì không sao hết trơn. Thì bây giờ Dũng gửi 100 này nha, của Hoàng Nguyễn ha. Một người tên Nhàn. Một người tên Nhàn, dạ. Yeah. Rồi, ok rồi, đó được rồi. Xong rồi anh gửi nha. Rồi 100 đồng này của Hoàng Nguyễn cho gia đình của cái chị Nhàn đó ha. Ba người, một người tâm thần, hai người câm. Một người câm, hai người tâm thần. Rồi ok, cái nào trước, cái nào nhiều, cái nào... Rồi cho em gửi anh. Rồi xong nha quý vị. Dạ, cho em cảm ơn. Chị ơi, cho em cảm ơn, nghĩa là chị cảm Hoàng ơn Nguyễn, nhiều chị Dược Lan chị với Hoàng lại Nguyễn, Dược chương trình xã hội. Dạ, điều hành xã hội. Dạ, em cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi ok, thôi mình đi ha. Hôm hôm nay một ngày thật là có ý nghĩa. Bữa nay bắt tôi ứng trước đi, tôi không còn. 100 với tiền nước 200.000 phải không? Dạ. Rồi, ok. Cảm ơn nha, thank you. Rồi thôi mình đi nha. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn. Không có gì. À đó, của khán giả đó, của khán giả. Nào quý vị coi mưa xíu nha. Tuyết hành rồi, bây giờ xong rồi đó, cho ba người đó xong, hết tiền rồi đó nha. Mưa nè quý vị, mưa. Mưa, trời ơi mưa tầm tã. Khó khăn. Dạ, không có chi, cảm ơn chị Hành Phạm Thị. Đi bộ hả? Đi bộ hay đi xe? Chứ đi bộ không nổi hả? Nhưng mà ê liên tục vậy trời. Cái gì? Cái gì anh? Vậy hả? Rồi, có anh tài tử chở mình đi. Cái gì? Vậy hả? Vậy em mừng dữ lắm chứ, nãy giờ anh giao trách nhiệm cho em nặng. Vậy hả? Chị muốn đưa trực tiếp. Dạ, dạ. Rồi. Ừ. Đây. Khăn rằng quấn cổ hả? Ba anh em có người minh. Còn hơi một người biết tiền. Là biết tiền. Người không biết. Bây giờ gửi hai vợ chồng ông thầy đó là tin tưởng nhất ở xã này. Dạ. Bây giờ gửi ngay ông thầy nha. Dạ, rồi gửi. Cái vụ gì nữa gì mà lao sao như ủa nãy giờ không mặc quần hả? Mấy anh em nghệ sĩ, tài tử này là người ta bình tĩnh. Người ta mà còn ba người kia là một người là câm, rồi hai người kia bị tâm thần. Mỗi bữa nó đi ngang đây nè mà nó bị thọc tiểu ra mà. Bị thọc cái bình tiểu ra ngoài luôn hả? Ủa sao vậy? Sao mà phải đeo cái bình nước tiểu ngoài? Ông mổ á. Ờ, tội quá vậy. Ngày nào cũng đi đây, sáng nay mưa không thấy nè. Chứ tại mưa mới không thấy, chứ còn trời tạnh thì mới thấy. Quái tao nói á, hôm nay quái đi không nổi. Dạ. Quái dép dụng. Không, giờ nó về. Tại vì tâm thần á hả? Rồi lộn quái dép rồi, tụi em gặp tụi em thun ra bớt dục thì thôi không có la nữa. Dạ. Không có la nữa. Rồi tụi đi lụm cái. Mà nhiều người tâm thần mà khùng hiền hay khùng dữ? Khùng hiền phải không? Khùng hiền lắm. Dạ. Nói chung là hiền. Yeah. Chứ hiền còn đỡ chứ tội nghiệp mấy người dữ đó. Đi ra la ó chửi bới ngoài đường đó tội nghiệp lắm. Như vua chúa vậy đó. Rồi chơi chứ không có. Trời nãy giờ cũng chưa khởi hành hả trời. Ngồi chưa? Ở đây. Dễ thương quý vị, đồng bào mình miền Tây mình dễ thương quý vị. Rất là thương mến quý mến nhau. Rồi leo lên. Chiếc xe này nó bự lắm á. Ờ thôi lấy chiếc xe chạy đi. Nha, rồi. Đó, đây. Đây mấy anh chị em nghệ sĩ này dễ thương. Rồi lên đường, lên đường. Hai Ngọc Tâm. Trời ơi. Tôi đi du lịch. Tôi đi du lịch mà tôi đang đi cứu trợ trời. Dạ. Dạ. Bà con ở đây cũng
giàu dạy dữ lắm. Dạ. Còn ai nghèo, nghèo dữ lắm. Nghèo dữ lắm hả? Đúng rồi. Ở đây là như cái đảo mẹ. Ở đây là cái giống như cái đảo hả? Cái cồn á phải không? Ở cái Cù Lao. Tây thương mến quê tôi, đến mùa nước nổi, hoa trôi bồng bềnh bền bồng. Cảm ơn chị Dược Lan. Dạ. Bến phà là đây hả? Đây là bến phà nè, đó bến phà. Bến phà hả? Bến phà. Bến phà mới đi chở luôn. Anh có gặp nó đâu, gặp nó chở luôn. Miền Tây thương mến quê tôi, đến mùa nước nổi hoa trôi bành bồng. Mạ non cây trái ruộng đồng, cho bông lúa tốt thơm mầm gạo ngon. Dễ thương. Là gì? Là cái thằng nãy đó. Thằng nãy. Nhưng đây hả? Đây là một anh nãy nhưng mà đâu có đưa tiền anh được. Ờ nó mang cái bịch đó theo. Dạ, anh nhích lên chút xíu đi. Sao tội quá vậy hả? Tội nghiệp lắm. Có biết tên biết gì không mà ngồi ăn vậy hả? Anh đâu có biết tên nó đâu. Rồi. Cho em thấy em quay đi. Dạ đó thì em đang quay nè. Sáng à người ta cho này cho kia ăn. Tên chưa? Đâu có nói gì đâu. Đâu có nói được đâu em. Tội nghiệp lắm. Thì quay nhưng mà cái internet nó tuốt ở đằng kia này nó cứ đứng hoài. Đây một người em đang ngồi đây nè quý vị. Xin lại đây chút xíu đi. Cho cái internet đi cho nội. Cái internet cái wifi xài chung với ổng. Em đợi coi nè. Mai Pi cho gia đình cái mít. Cái gì ai bỏ ông cũng gom hết trơn. Nó. Gom này làm chi vậy? Không đâu có nói được. Không biết không có nói anh này là câm hay là tâm thần. Ông tâm thần rồi ông lại là không nói luôn. Mà cả ba chị em đều vậy luôn hả? Cái thằng này còn nói chuyện được, nói chuyện là mình nghe không có được. Còn cái ông chị là câm suốt luôn, câm từ hồi lúc bé tới giờ. Ông kia cũng nói với ông này. Dạ. Yeah. Còn người nào tỉnh là người thứ mấy? Cái người tỉnh đó thì người đó Úc. Trời ơi, tội quá vậy hả? Còn người đó là tỉnh, người ta có nhà, ca cửa động đàng hoàng. Vậy hả? Mà không có lo cho anh em gì hết trơn hả? Không lo nổi hả? Người ta còn vợ. Dạ. Yeah. Người ta còn vợ người ta. Mà hãy lo cho cái đám này á thì vợ người ta đâu có chuyện. Trời ơi, em ruột rà của người ta mà. Đó, nhưng mà ở xã hội thì cho. Dạ. Yeah. Hội ai đó, như ai người ta bánh cúng cũng lấy. Rồi này nước đá. Đâu có tắm rửa gì đâu. Ủa đeo cái bình nước tiểu đấy hả? Trời đeo bình nước tiểu kế bên vậy đây đó. Tội nghiệp quá vậy hả? Tội nghiệp lắm. Rồi không có chữa được hay sao? Bây giờ ai đi nuôi? Nó khổ lắm em ơi. Dạ. Hoàn cảnh nó khổ lắm. Rồi nhà nước có lo gì không? Cũng có hỗ trợ một tháng cho gạo rồi vậy đó. Chút đỉnh tiền vậy đó. Mà đâu có đủ thôi. Dạ. Ok thôi mình đi. Mình đi. Rồi, rồi. Thôi mình đi coi cái chào ông cũng chẳng hiểu chẳng nghe gì. Thôi ơi. Cái cổ kia rồi, còn ông kia nữa. Anh ơi, bây giờ cái thằng quỷ đó bây giờ nó chắc là ở dưới trường học á. Ở đây nó đón khu dưới. Thằng này thì nó quản lý cái khu này. Dạ. Yeah. Rồi cái thằng kia thì quản lý. Hả? Đâu nào? Thôi đón không được đâu. Đừng đi. Tân, quan. Đang qua xe này ngồi nè, để em ngồi xe với nó cho có internet á. Phải rồi. Chứ ổng đi xa lắc xa lơ, cái đang quay, cái nó đứng, đang quay, cái nó đứng. Rồi, trời ơi. Cái gì? Trời ơi, không phải em mới cứu nhân. Có mấy anh chị ở trên đang coi live này mới là giúp chứ Dũng mà cứu nhân gì. Trời ơi, ông nói sợ quá. Ý quê hay nói câu này hả? Trời ơi, nghe cái là mình khổ quá. Giống như là mình khàn vậy đó. Hai chị Đặng Mariem. Ngọc Tâm Nguyễn giờ này thức dậy rồi hả cưng?
Trời ơi, giờ mình nãy tính đi bộ đấy hả? Nãy giờ mình đi được 3 tiếng chưa? Nãy giờ đi 3-4 tiếng chưa? Trong này có nhà thờ Tân Phong nè. Này là thuộc thị trấn hay xã Tân Phong gì đó phải không? Đây tới rồi hả? Lại Đẳng là đâu nữa? À, nhà ở đây có một cái cầu bắc ngang qua cái con rạch nha, mình qua cái con rạch đi. Đây tới rồi hả? Ông này ông cứ người ta lớn mà ông cứ mấy thằng này với con này với đám này không à. Người ta có cùng cái điên gì cũng mấy anh chị này chứ sao? Đám này với con này với lại mấy đứa này thôi không? Mấy đứa này là mấy đứa nào người ta lớn rồi, các anh có mấy đứa này? Không, nó em cháu. Vậy hả, nó em cháu. Ờ, cái em cháu là đứa hết đó. Nhà này là có nói là đó, thằng này Minh Mẫn. Này Minh Mẫn đấy hả? Thằng này Minh Mẫn đó, nhà nó nè. Ủa vậy hả? Ừ. Còn nhà này nhà ai? Nhà mấy đứa em đóng nhà làm kế bên vậy đấy hả? Ôi, thôi quá, ổng ở nhà luôn kìa. Ổng là ai? Đó, thì hồi nãy ông... Hồi nãy là cái trên đó là em hả anh? Anh. Anh rồi em đây. Đây anh luôn. Anh luôn hả? Coi như chuyện này tới mày mới tới chuyện kia mới tới anh. Dạ. Anh đó, chị này là câm, còn anh này là tâm thần hả? Dạ. Anh đây là tâm thần, còn cô này là câm. Ừ. Câm là tâm thần luôn. À, cũng tâm câm mà cũng tâm thần luôn hả? Dạ. Đi tới ngày cầm ba lô thì đi đâu? Đó, cầm cái biển đi vòng vòng ngoài đường chứ không phá hết ai. Không phá ai nha. Không phá. Chưa bao giờ nó phá ai. Không có, không có tham lam. À, không có tham lam mà không có chữ ai. Đó. Mà anh đang làm gì vậy? Thì ổng không làm gì cũng làm mà. Làm rồi đeo cái toàn ten cái thẻ đó là thẻ gì? Cái thẻ đó giống như là ổng giờ ổng là cảnh sát giao thông. Người ổng là muốn là cảnh sát giao thông gì? Xe chạy ngang cũng là cơm chưa? Mà chị có nghe được không? Không, không nghe đâu. Không nghe đâu. Rồi nuôi chó thì cơm đâu nuôi, đã miệng người không có ăn nữa nuôi chó nữa kìa. Cái này là cơm mấy ảnh ăn thừa. Bỏ thì tội, bỏ thì tội rồi. Trời, chó của ta lại ở chứ không có chó con người ta lại ở chung vậy hả? Con á, đi lại coi đây cái rồi đi vô đó luôn. Ờ, vô đó vậy. Nó quen rồi. Tới giờ luôn. Đó là bả làm bạn với con đó. Rồi bàn thờ để ai thờ? Đó là em đứng em thờ ngày đổ quả này kia là cái nhà này là nhà thờ. Dạ. Nhà thờ của ba má. Yeah. Rồi thằng em thì đó nó ở bên kia. Dỗ quả thì đó thì nó dỗ bên đó. Cũng quả bên trên này. Trời ơi. Cảnh sát làm gì đây trời? Cảnh sát ơi. Đúng rồi, Minh Cao, mình đang chọc ổng thôi chứ không có gì. À, tội nghiệp lắm. Tại anh cứ đấm này đấm nọ đó. Chỉ vừa câm mà vừa tâm thần luôn. Luôn. Dạ. Ủa rồi tiền này đưa ai? Câm đưa tay. Cái tiền này để hồi đưa cho cái vợ chồng ông giáo bên đây.
Yeah. Cho ổng mua cái gì đó, ổng mua cơm gạo hay hoặc đồ ăn cho mấy đứa này. Và để anh lấy rồi anh nói lại đó, anh chính là. Dạ. Có gì làm tối ngày đó. Dạ. Trời ơi, sao sủa của tôi hoài vậy trời. Nó khổ lắm, cái mảnh đời nó khổ vàng mây xanh. Cái mảnh đời sẽ khổ vàng mây xanh. Ba cái mảnh đời này là tôi rất là quan nghênh, tôi mừng lắm. Dạ. Yeah. Ê, nói nghe, đừng đi đâu xa, qua đi, qua em ơi. Dịch sim lai. Mấy dịch sim lai nè, mấy dịch sim nè. Tôi đi vòng đó làm sao này, cho nó đỡ buồn quá vậy, đỡ khổ vậy, sao khổ quá vậy. Trời đất ơi, mà đằng sau này môn nè. Môn ngứa. Sao đâu môn ngứa không, môn ngọt. Môn ngứa không? Hả? Môn ngứa. Cảm ơn chị Thu Trần. Đây, mình ngắm mấy con vịt này cho đỡ đỡ căng thẳng như vậy, nhìn thấy mấy cảnh đời đó mình mới thấy là mình quá hạnh phúc nha quý vị. Có cái ông, có một bé vịt con nữa nè. Có một cái mít nữa nè. Lâm Tiến, anh đang ở cái bè Tiền Giang hay Vũ Bảo, Hi Hi Vlog. Khổ quá, cả nhà cùng bệnh. Còn có một cái ông em ngồi ngoài kia để mang cái bịch nước tiểu. Rồi sao ông biết gỡ cái bình nước tiểu đó, ông dục không hiểu nữa. Rồi cái ông mà ba đeo cái bịch nước tiểu đó làm sao mà ông biết tự vệ sinh, tự bỏ, tha tháo mấy cái bịch nước đó ra. Em làm á hả? Em là gì của ông mà em phụ ông vậy? Em út của ông ở đây hả? Dạ. Là em phụ ông gỡ ra. Dạ. Dạ, ơ sao tội nghiệp quá vậy, tội nghiệp. Mới. Sáng cái bắt đầu là gỡ nút xả cho ấy, rồi chưa không giờ xả cho ổng. Dạ. Xả cho ổng. Dạ. Cơm nước thì em nấu ngay đồ ăn cái em bưng qua. Dạ. Yeah. Trời đất ơi. Rồi không ai dọn dẹp nhà cửa để cho nhà anh chị. Em thì cũng 2-3 ngày để dọn dẹp cái mình. Dạ. Chỉ ấy thôi, mình biết chuyện mình ra ra. Dạ. Tội quá ha. Dạ. Yeah. Đây nhà của em đó. Dạ. Yeah. Rồi giờ qua mình qua bên đó, bên đây, nhà. Đây mình bỏ xe đây nha. Ủa. Ông đúng rồi. Ông cũng nhà đó không? Xe ông rồi vô nhà kiếm. À, chắc thời sự quá. Hay là bây giờ mình lại lần đó. Dạ. Yeah. Bây giờ đi qua đó nha. Đi bộ nha. Đi bộ đó. Yeah. Đi bộ gần, nếu gần đi bộ luôn. Thế à. Đâu? Ồ, hai cái mộ đó, hai mộ của ông bà già. Ờ, bên đây cái mộ của cha mẹ nữa. Cái mộ mẹ đây. Yeah. Để lại mấy đứa con vậy đó, trời ơi là trời. Cái gì vậy? Đó cứ lụm mấy cái nón bảo hiểm về chất đầy nhà vậy đấy hả? Nãy mấy cái bao da chay vẫn đó. Dạ, chất đầy nhà. Lụm đó, lụm chất vậy. Còn cái mảnh đời nữa mà bây giờ ở tuốt ở trên đồ cồn á. Bà này bà nhìn cái lắm mà bà mổ. Mổ. Em biết được cái này được rồi. Dạ. Yeah. Bông này bông gì vậy anh? Bông này bông gì vậy? Trời ơi nhãn nè. Ủa? Còn nhãn này nhà trồng của em. Trời ơi, ngon gì vậy đó hả? Sao mà lá cắt là cắt chung với lá hả? Cảm ơn nha. Này mình bán ngoài chợ phải không? Trời ơi. Nhãn quá trời quá gì. Có hoa nữa kìa. Hoa cúc. Gì? Nhãn đây hả?
ít mà nãy đi đụng đầu á. Ừ đúng rồi. Chết đâu còn hơi non rồi đó. Hả? Chứ mẹ sao biết hơi chín hơn? Đúng rồi, hơi non. Cái màu đậm hơn. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Đây thầy giáo hồi nãy nói đó em. Dạ, yeah, chào thầy. Dạ, chào thầy. Rồi quê ở quê mẹ ở Châu Đốc. Dạ. Rồi, quê Châu Đốc hen. Dạ, quê Châu Đốc hen. Dạ, đúng rồi. Rồi tượng Phật đẹp quá ha. Dạ, dạ. Ngồi ngồi đi anh. Hỏi xem. Dạ dạ. Dạ. Ở sát bên ở đây lần đầu tiên. Mới tới nhà của thầy. Nãy tới đây đi xem hát ca nhạc tài tử. Đó. Dạ. Rồi ngồi đi em, vô vô ngồi ghế ăn. Cái chị chính á, chị mới san sẻ vấn đề là chia sẻ vấn đề là lấy nước uống em ơi. Hoàn cái hoàn cảnh của mấy cái em đó. Đó rồi cái em này là mới kêu gọi Mạnh Thường Quân ở bên nước ngoài hỗ trợ cho mấy đứa em. Ừ, vậy đó. Rồi thôi bây giờ để anh nói đi rồi tôi nói cho anh với mấy anh này biết. Rồi. Thôi anh có như thế thôi hả? Dạ. Nói như thế này nè. Tại vì anh tính quay chỗ nói hả? Tính quay hả? Tại vì đang quay tài tử. Rồi nếu mà anh muốn ngưng thì ngưng, không có sao hết trơn. Nói chung chuyện này anh không cần quay. Ồ, dạ. Vậy thôi mình ngưng đây nha. Xin chào cả nhà nha. Rồi, tại vì đang quay từ tuốt ở tài tử qua tới đây. Dạ, mà mấy cái chuyện này là nhờ đang quay cho nên mới xin được. Dạ. Mình xin trực tiếp ở trên trên mạng trong lúc mà đang quay luôn á, đang live. Dạ. Dạ, chứ không phải là tới đây mình được quay là không phải, là kéo dài từ cho đó mà tới đây đó. Không nói là nó có cái lý do. Dạ rồi, thêm ngưng. Dạ. Ngưng đi rồi. Dạ, ok. Dạ rồi, đem tắt. Thôi, xin chào bà con nha. Chào, hẹn gặp lại. Tại vì ảnh muốn ngưng... không có nên quay rồi.